Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2021 rồi các bạn nhá. Đấy, nhằng cái là các bạn lại thêm tuổi mới rồi các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Và có mấy ít lô hàng bom xả và thanh lý cho bạn xài Tết, mua về để sắm Tết tặng hoặc tặng ông bà bố mẹ người thân, rất là tuyệt vời các bạn nhá. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn là chiếc sản phẩm là Nokia. Con này là Nokia 105 nhé. Thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. Con Nokia 105 thâu lại của khách này xong này. Đấy. Đây. Nokia 105 này. Đấy. Các bạn thay con máy, các bạn mua về là máy phụ nghe gọi rất ok nhé. Con Nokia 105 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 200.000. Đấy. 200.000 nhá, Nokia 105 200.000 cho các bạn đấy. Đấy, Nokia 105 200k nhá. Các bạn mua về làm thay con máy đen trắng, hoặc là các bạn nào mà dùng con cảm ứng rồi chẳng hạn, hoặc là dùng con đen trắng này thì các bạn có thể là mua con đen trắng này về để xài thêm cũng được nha các bạn nhá. 200k con này các bạn nhá, Nokia 105 các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì ngoại hình con này thì còn khá là đẹp, 90% này. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 5,5 inch nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z7 Prime này, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhá. Con Samsung Z7 Prime này, máy còn ngoại hình còn khá là đẹp. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime này, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình hai số điện thoại. Một là 0966221789. Đây số 1 của mình nhá. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Và số thứ hai là 0833221789. Nếu các bạn mà nhắn tin mình qua Zalo hoặc là tin nhắn bình thường mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Và đây là địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bảo ra trực tiếp, lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng cho bạn, nên bạn yên tâm. Và gì nhở, sản phẩm bên mình thì có ship ở xa, ship cô ở xa. Thì các bạn có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước, thì mình chuyển khoản trước 100% thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn làm chuyển khoản sau, nhận hàng thanh toán ấy, nhận hàng kiểm tra và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Nên là rất ok. Và hôm nay thì nhà mình có mấy con gì nhở, Samsung Lot 8 này, hàng bom đây. Samsung Lot 8 con này thì là hôm nay nhà mình về được mấy con này hàng bom các bạn nhá, xả cho các bạn hàng bom luôn đây. Samsung Lot 8 hàng bom đây ạ. Đấy. Đây. Đây. Hôm nay thì là mình về được là gì nhở, hôm nay thì mình đây, mình có hôm nay mình về được rất nhiều Lot 8 cho các bạn nhé. Lot 8 thì các bạn xài rất là ok luôn, bọn này thì các bạn xài thì quá tuyệt vời luôn này. Đấy, Lot 8 này. Này đấy, hôm nay thì nhà mình về được lô, xả lô hàng khách bom cho các bạn nhé. Đây, Lot 8 bên mình thì rất là nhiều đây ạ. Đấy, 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 8 cây Samsung Lot 8 này. Đấy, giá cực kỳ là rẻ, chỉ từ hơn 3 triệu đồng đến là hơn 4 triệu đồng thôi. Thì vì là cái là khách bom mà, đâm là mình sẽ giả cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Thì là Lot 8 thì mình sẽ nói sơ qua qua cho các bạn. Thì là cấu hình con này là phiên bản của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. Đấy, Lot 8 là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K, các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đây thì mình sẽ thử vào wifi nghe nhạc cho bạn nhé. Đấy. Đấy, mình kết nối wifi cho bạn nhé. Đấy, Lot 8 hàng bom đấy ạ, dùng rất ok luôn. Đấy. Tất cả cái lô này của nhà mình đều là bản khách bom, toàn là bản hàn 2 SIM 2 sóng luôn. Đấy, toàn là bản hàn 2 SIM 2 sóng. Đây, mình sẽ vào YouTube nghe nhạc xem phim coi như là. Đây, cái bài này lúc nào cũng hay nổi lên đầu lắm. Để mình thoát ra đã. Cho mình vào lại. YouTube nhiều lúc nó ngáo lắm các bạn. Đây, con Quỳnh Trần GB nổi tiếng thế các bạn. Kiếm vừa mới đi mua nhà, mua nhiếc xong đấy. Đây.
Đấy, lót 8 thì có loa hỗ trợ loa ngoài, các bạn nghe thì cực kỳ là phê luôn. Đấy. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là sướng nhất. Đấy, mình sẽ vào coi như là phim 48K cho các bạn nhé. Đấy. Đấy, bây giờ nó có phim 8K hết rồi. Đây, các bạn xem phim. Ồ, 8K này, nói thật với các bạn luôn. Đây. Này, các bạn xem phim 8K này. Nghiêng mà nó không có độ lóa bóng gì nhá. Đấy, cái Samsung Note 8 thì siêu phẩm ngày xưa, thứ nhất nó là mấy chục triệu mà, đâm là cái màn hình của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hỗ trợ của nó là hai camera kép này, đèn flash và vân tay này. Đó, mở khóa thì có mống mắt này. Gì nhỉ? Đây, mở khóa mống mắt này, vân tay và đây thì mình sẽ mở khóa của nó, tính năng mở khóa màn hình này. Đây, khuôn mặt này, mống mắt và vân tay này, rất nhiều tính năng này. Có hỗ trợ là cái bút Eiffel này. Cái bút Eiffel các bạn viết lách hay là các bạn tạo ghi chú hay là tạo nhật ký cái gì thì rất ok nhé. Đấy. Đấy, hoặc bạn ký tên làm hình nền cũng được. Đấy, hoặc là các bạn luyện chữ đẹp cho con chẳng hạn, rất là ok nhé. Lót 8 này dành cho bạn những bạn dùng văn phòng hoặc các bạn tặng bà xã, người yêu hoặc các bạn làm văn phòng, rất ok, tuyệt vời. Đấy. Đấy, Lót 8 thì hôm nay thì mình sẽ thành lý giá cực kỳ là rẻ cho bạn thôi, tùy theo hình thức nhé. Đấy ạ. Đây, toàn là khách hàng bom hàng mà, đâm là mình sẽ xả giá cực kỳ là rẻ cho bạn này. Đây, nhà mình đây. Đấy. Màu gold nhá, cũng máy còn ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Máy cũ rồi thì nói 97, 98, 99, 100% thì nó hơi là quá các bạn nhé. Nhà mình chỉ 90/90% thôi. Đấy, các bạn nhìn rất là đẹp kia. Đấy. Thì mình bây giờ mình sẽ báo giá từng chặng từng con một cho bạn nhé. Thì là bọn này. Đây, bọn này thì là ngoại hình còn 90/90%. Con màu gold này thì là màn hình đẹp nhé. Đấy, màn hình đẹp không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500k nhá. Đấy, con này là khách bom hàng nên là mình sẽ xả cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 4.500k các bạn nhé. Đấy, xả bom cho bạn luôn. Đây, và con này là con này cũng là màn nó tá màu xám này. Đây, ngoại hình thì còn rất là đẹp, 90/90%. Màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Đấy, màn hình đẹp không ám ố hay không lưu ảnh gì. Cũng là khách bom hàng, xả hàng bom cho bạn với giá là 4.500k nhá. Đấy, tiếp theo luôn này. Đây. Đây. Tiếp theo luôn này, mình sẽ có con xanh này. Đấy, có con xanh này. Đấy, con xanh này thì màn hình đẹp này. Màn hình đẹp này không ám này. Nó chỉ hơi bị lưu một tí thôi. Nó hơi bị lưu trữ một tí ở trên này thôi. Con này thì cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800k nhé. Đấy. Lót 8 mà dưới 4 triệu đồng thì không có đâu là màn hình đẹp. Nói chung là nếu mà các bạn mình khẳng định với các bạn luôn, nếu mà Lót 8 mà dưới 4 triệu ấy mà màn hình đẹp không ám ố ấy, không lưu ảnh gì ấy, không bao giờ có đâu các bạn nhé. Nếu mà để nói cái màn hình của nó đẹp ấy thì lúc nào phải trên 4 triệu các bạn nhé, riêng cái phần Lót 8 đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 3.800.000 các bạn nhá. Con màu xanh là 3.800.000 nhá. Rất là đẹp luôn, ngoại hình đây. Cũng đẹp lên keng, màn hình cũng sáng đẹp. Chỉ hơi lưu trữ tí thôi. Đấy, 3.800.000 nhá. Đấy, tiếp theo là con xám này. Đấy. Ngoại hình con này cũng còn 90/90%. Đấy ạ. Đây. Màn hình cũng là đẹp keng luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình cũng xả hàng bom cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Đấy. Và tiếp theo con màu gold này, đấy, ngoại hình cũng 90/90%. Con này thì cũng màn hình cũng đẹp nhá, không ám ố hay không lưu ảnh gì, cũng xả hàng bom cho bạn với giá là 4.500k. Đấy, toàn là khách bom hết. Sợ quá. Đấy. Đây, con này thì có con này thì là màn hình của nó thì đây. Đấy. Đấy, có con này thì là màu cũng màu xanh nữa này. Ngoại hình còn 90/90%. Con này thì màn hình của nó cũng chỉ hơi lưu trữ phần trên này tí thôi. Con này thì mình cũng màn hình cũng đẹp không ám gì các bạn nhé. Hơi lưu trữ tí trên thôi. Bên mình đang bán cho bạn giá là 3.800k nhé. Con nó 8 màu xanh này. 3.800k cho bạn nhé. Mình sẽ xem cái bản nó là bản bao nhiêu ghi. Biết đâu của con lại bản 256GB sao. Đấy. Tùy rất nhiều giá. Ở đây con này là bản 256GB này. Đấy. 256GB này mình cũng thanh lý cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB nhé. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo là con này. Con này thì là màn hình cũng, đây mình sẽ, con này cũng màn hình đẹp. Đấy, khách bom. Đấy. Đây, ngoại hình còn 90/90%, khách đòn bom còn đẹp thôi.
Bên mình cũng xả bom các bạn với giá là 4 triệu 500k nhá. Màn hình đẹp keng, không ngả mối, không lưu ảnh gì. 4 triệu 500k cho các bạn nhé. Đây, và con cuối cùng nhà mình. Đây. Đây, con cuối cùng của mình. Con này thì màn hình hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy, con này thì là RAM ấy rồi, RAM 6 bộ nhớ trong là 64GB rồi. Con này thì mình cũng bán cho bạn với giá là 3 triệu gì nhờ 800k nhá. Con này thì là màn hình của nó hơi ám nhẹ thôi. 3 triệu 800k các bạn, con cuối cùng này các bạn nhá. Đấy, lót 8 cho mình đấy ạ. Rất nhiều nhá. Thì đoạn này thì mình bán cho bạn với giá xả hàng bom các bạn với giá là 4 triệu 500k. Và lô này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3 triệu 800k. Và con này thì màn hình đẹp keng, không ám bối. À gì nhờ, con này thì bản 256GB nhá. Đấy, rất nhiều. Đây, và con này là con tiếp theo, con nhà mình là con Samsung Z5 2016. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục con này. Z5 2016, con này là bản Hàn, một SIM. Đấy, bản Hàn, một SIM. Ngoại hình thì con này cũng còn độ vỏ thì cũng có cũ phẩy theo thời gian đấy. Hơi phải phẩy đôi chỗ thôi nhá. Con này thì mình sẽ xả hàng bom cho bạn với giá là 1 triệu đồng này. Đấy, con Z5 2016. Được cái màn hình con này là màn hình AMOLED, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Đấy, 1 triệu đồng cho bạn nhá, bản Hàn một SIM nhá. Z5 2016 này bản hàng một SIM, 1 triệu đồng cho bạn nhé. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được con này là con LG G7. LG G7, con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì là màn hình của nó là độ phân giải 2K, màn hình của nó là tràn viền 6.11 inch. Con này thì là bản Mỹ nhá. Đấy, con này là phiên bản LG G7, nhưng con này là phiên bản Mỹ này. Ngoại hình con này còn 90%. Đấy, còn LG G7 Mỹ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu 800k các bạn nhé. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. LG G7 Mỹ, máy đẹp len keng. Bên mình đang bán cho bạn giá là 2 triệu 800k. Đấy. Con này thì là máy còn zin áp suất luôn các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình nhá. Và giờ làm việc thì bắt đầu là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Số chính này thì mình hãy cầm theo người nhá. Thì các bạn nhớ liên hệ giúp mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại một clip tối ngày mai các bạn nhá.